Chào các bạn, trong video này thầy gửi đến các bạn một câu thuộc vấn đề về hydrocarbon. Cụ thể ở đây là phần cháy. Chúng ta có bài toán như sau. Người ta cho hỗn hợp A gồm có metan và ethylene. Metan là CH4, ethylene là C2H4. Đốt cháy hoàn toàn 39,2 gam hỗn hợp A. Mình tính mol luôn đi. 3,92 chia 22.4 thì mol đây là bằng 0,175 mol. Tiếp, cho toàn bộ sản phẩm cháy hấp thụ vào dung dịch chứa Ba hóa hai lần. Em lấy 0,5 nhân 0,5, mol Ba hóa hai lần là bằng 0,5 mol, tức là 0,25. Tiếp, thu được 39,4 gam cái tủa. Cái tủa đây là BaCO3. Em lấy 39,4 chia cho BaCO3 là 197. Thì đây nó bằng 0,2 mol. Điều cầu chúng ta là tính thành phần trăm theo thể tích của mỗi khí có trong A. Rồi, chúng ta xử lý như sau. Điều cầu chúng ta là tính phần trăm về thể tích. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ liệt kê lại những số mol. Ở đây em có số mol của hỗn hợp A là bằng 0,175 mol. Em có mol của BaOH tất cả 2 bằng 0,25 mol. Em có mol của tủa BaCO3 bằng 0,2 mol. Như vậy, để tính được phần trăm về thể tích của mỗi khí có trong A thì chúng ta sẽ tiến hành làm như sau. Ở đây mình sẽ gọi số mol của CH4 là ít mol. Mol của C2H4 là y mol. Chúng ta có biểu thức luôn. Đây mình sẽ có mol A này sẽ bằng ít cộng y và bằng 0,175 mol. Đây là biểu thức đầu tiên chữ ít và y. Biểu thức này mà đặt là một la mã đi. Về phương trình như sau. CH4 và C2H4 chúng ta thực hiện phần cháy, thu được CO2 cộng cho H2O. Đây là phương trình 1. Một carbon, một carbon đủ 4 hydro, đây 2 thì nhân 2 vô. 2 oxy cộng 2 oxy là 4 oxy, đây 2 rồi nhân 2 vào. Chúng ta đi tới dụng vô oxy nhiệt độ đun nóng, mình tạo thành CO2 cộng cho H2O. Đây là phương trình 2. 2C thì đây 2C đủ, 4 hydro thì đây 2 nước. 2 nhân 2 là 4 oxy, 4 oxy cộng 2 oxy trong nước nó là 6 oxy. Bên này là vào O2 thì chúng ta nhân 3 cho đủ 6. Thầy đặt số mol của mỗi chất lần lượt là ít và y mol. Đối với phương trình thứ nhất, chúng ta chuyển qua cho CO2 là ít, nước là 2 ít. Đối với phương trình thứ hai, chúng ta chuyển y cho CO2 là 2 y, nước cũng vậy. Như vậy sản phẩm cháy chúng ta gồm có CO2 và nước. Sản phẩm cháy ở đây có mol CO2 và mol nước. Mol CO2 chúng ta có tổng ở đây là ít cộng 2y mol. Còn mol nước đây là 2x cộng 2y mol. Chúng ta biết là trong hai sản phẩm cháy là CO2 và nước, khi hấp thụ qua CaOH hai lần thì chỉ CO2 tác dụng thôi, nước không tác dụng. Được chưa? Như vậy bài này làm dễ thôi, không khó chút nào cả. Mình sẽ lấy như sau. Ở đây chúng ta biết là khi cho chúng ta cho CO2 tác dụng với BaOH hai lần. Ta có sơ đồ này. CO2 cộng cho BaOH hai lần để tạo ra BaCO3 tụa. Cộng cho cái dung dịch, ở đây mình chưa biết, mình cho nó là dung dịch B đi nha, ta cho nó là dung dịch B. Mol CO2 chúng ta là có ít cộng 2y
mol. Mol Pa hóa hai lần là 0,25 mol. BaCO3 chúng ta là 0,2 mol. Chúng ta có nhận xét quan trọng như sau. Nhận xét này chúng ta gặp rất là nhiều rồi. Chúng ta có mol của BaOH hai lần là bằng 0,25 mol. Nó lớn hơn mol của BaCO3 bằng 0,2 mol. Được chưa em? Như vậy điều này chứng tỏ là trong dung dịch B, là phải có chứa bari. Như vậy suy ra bài toán có hai trường hợp. Rồi chúng ta xét trường hợp đầu tiên đi. Thầy sẽ khảo sát cho bạn trường hợp 1. Trường hợp 1 này. Trường hợp 1 là dung dịch B ở đây chứa. Ở đây thầy sẽ chứa BaOH tất cả hai lần dư. Khi đó em có sơ đồ lại như sau: CO2 cộng cho BaOH hai lần để tạo thành BaCO3 cộng cho BaOH hai lần dư cộng H2O. Số mol này 0,25 mol. Đây là 0,2 mol. Như vậy đầu tiên em sẽ đi bảo toàn bari để tính cái số mol BaOH lần bao nhiêu. Thì mình có 0,25 bằng 0,2 cộng cho mol BaOH lần dư. Từ đây mình sẽ tính được mol của BaOH lần dư là bằng 0,05 mol. Được chưa? Rồi, khi đó chúng ta đi bảo toàn carbon. Mol CO2 là x cộng 2y. Khi đó mình có mol CO2 này đúng bằng mol tủa, chia ra là x cộng cho 2y bằng 0,2. Thì đây là hai la mã. Khi đó em sẽ giải hệ một la mã và hai la mã để em tìm ở đây. Giải 1 và 2. Em sẽ tìm được x bằng bao nhiêu, y bằng bao nhiêu. Ở đây thầy tính được x là bằng 0,15 và y bằng 0,025. Rồi, điều cầu chúng ta làm gì đây? Điều cầu chúng ta là tính phần trăm thể tích của mẫu khí có trong A. Bạn lưu ý với thầy là phần trăm về thể tích và phần trăm về số mol là như nhau. Được cho em. Đây, nhìn nè. Như vậy đây thầy sẽ có như sau. Sẽ tính được phần trăm về thể tích. Đó màu tí nha. Phần trăm về thể tích của CH4 tương ứng với phần trăm về số mol của CH4. Em lấy mol nó chiếm là 0,15. Chứ tổng mol em ơi, tổng mol hỗn hợp A là 0,175. Nhân cho 100%. Nhiệm vụ của em là đi tính phần trăm thể tích của C2H4.
lấy 100 trừ đi. Ở đây mình tính nó bằng 14,29%. Đó. Đó là cái tình huống ở trường hợp 1. Rồi, bây giờ chúng ta đến trường hợp 2. Trường hợp 2. Dung dịch B bây giờ chứa, nó không chứa BaOH lần dương nữa, mà nó chứa BaHCO3, tất cả hai. Cái đó chúng ta ghi lại sơ đồ này. CO2 số mol là X cộng 2Y mol cộng cho BaOH 2 lần. Số mol thằng này là 0,25 mol, tạo thành tụ á BaCO3 số mol là 0,2 mol cộng cho dung dịch là BaHCO3 tất cả hai cộng H2O. Bước đầu tiên của bài toán này em cũng làm giống như cái trường hợp 1, đem đi bảo toàn bari, đem tính được số mol thằng này bằng bao nhiêu, số mol BaHCO3 tất cả hai này. Sau đó em sẽ đi bảo toàn carbon để tính ra CO2. Cái đó chúng ta giải hệ 1 và 3 để tìm ra đi, được chưa? Bảo toàn bari trước đi, mol BaOH 2 lần, ta làm từ từ cho bạn hiểu, bằng mol tụ BaCO3 cộng cho BaHCO3 tất cả hai 0,25 bằng 0,2 cộng cho mol BaHCO3 tất cả hai. Đây mình sẽ tính được bao nhiêu hắn. Chúng ta lấy 0,25 trừ đi 0,2 thì nó sẽ bằng 0,05 mol. Được cho em. Rồi. Tiếp theo em sẽ đi bảo toàn cho thầy là bảo toàn carbon. Mol CO2 bằng mol BaCO3 cộng cho mol BaHCO3 tất cả hai. Đây một carbon, đây một carbon, đây có hai carbon thì em nhân hai vô. Tương đương. Mol CO2 em là X cộng 2Y. Mol BaCO3 là 0,25 cộng 2 nhân cho 0,05. Ở đây em sẽ tìm được X cộng 2Y và bằng 0,25 cộng cho 0,1 là 0,35. Đây là phương trình 3 la mã. Được chưa? Rồi bạn nghe. Thì đó em sẽ giải hệ 1 la mã và 3 la mã. 1 la mã đây, tôi sẽ ghi lại nha. X cộng Y bằng 0,175 với 2X cộng Y bằng 0,35. Em giải 1 và 3. Thì đây mình tính được X là bằng 0, Y bằng 0,175. Điểm này chúng ta loại. Được chưa? Như vậy trong cái bài toán này, được chưa? Thì chúng ta sẽ trả lời câu hỏi của bài toán.
yêu cầu chúng ta là tính phần trăm về thể tích cùng một khí trong A. Cái luật vậy, phần trăm về thể tích của CH4 bằng 85,71% và phần trăm thể tích của C2H4 bằng 14,29%. Và đây là đáp số cuối cùng của bài toán này. Theo thầy đánh giá câu này là một câu hỏi hay, hay vì bài toán có hai trường hợp. Nếu mà bạn làm một trường hợp ra nghiệm, được chưa? Nếu ở đây mà bạn chỉ làm một trường hợp, đó là trường hợp một để ra nghiệm, nghiệm đúng, thì bài toán này bạn sẽ không điểm tối đa, bởi vì chúng ta còn thiếu trường hợp hai nữa. Bài toán này vẫn có thể có xuất hiện hai nghiệm, em nhớ chưa? Đó, và mấu chốt nằm đây, thầy nói lại nha. Cái mấu chốt đây nằm đây, đây này, đây đây đây, đây. Hẳn đây. Em phải nhớ thầy, đó là khi người ta cho số mol BA hóa các lần với mol tủa mà mol BA hóa các lần lớn hơn mol tủa, thì bài toán này chúng ta sẽ khẳng định trong dung dịch B chứa bari. Để chứa bari thì nó có hai khả năng. Đầu tiên là chứa BA hóa lần dư, hai là chứa BaH số 3 tất cả hai lần, được chưa nè? Cái mấy tình huống này em gặp nhiều rồi, hãy lưu ý cho thầy điều đó. Còn đối với bài toán này, thầy đã nhận xét bài toán này, bài toán thuộc câu hỏi dễ, không khó chút nào cả, được chưa? Còn mấu chốt đây là em dùng cho thầy hai triết lý, đó là bảo toàn C, bảo toàn H, sẽ là bảo toàn C và bảo toàn bari, chắc chắn bài toán chúng ta sẽ ra, thế thôi.